Quý vị đang theo dõi chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thông qua đường dây nóng của chương trình, người dân tại tổ 3, tổ 4, ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc phản ánh về đường giao thông nông thôn đang thi công qua địa bàn hai tổ, khiến cho việc lưu thông của người dân gặp khó khăn. Trao đổi với phóng viên, người dân cho biết, mặc dù không được thông tin về việc thi công nâng cấp con đường, nhưng khi thấy đơn vị thi công tiến hành làm đường thì người dân rất vui mừng phấn khởi. Vì người dân luôn mong muốn có được con đường khang trang từ rất lâu. Do đó, trong quá trình thi công, địa phương có vận động người dân hiến đất hai bên đường để mở rộng mặt đường 3,5 m. Người dân đã rất đồng tình. Các hộ dân cho biết, một số người còn đồng thuận đập bỏ hàng rào dài 60 m để xây mới và hiến đất với mong muốn có con đường sạch đẹp và rộng rãi. Tuy nhiên, tuyến đường thi công đến tổ 3, tổ 4 thì chiều rộng đường chỉ còn 2 m, mặt đường bê tông cao hơn mặt đường cũ từ 15 đến 20 cm. Nên tạo gờ có độ dốc lớn, gây nguy hiểm nếu xe bị trượt xuống. Theo ghi nhận, tuyến đường đi qua tổ 3, tổ 4, ấp Tân Trung dài hơn 700 m, chiều rộng chỉ đủ một xe ô tô loại nhỏ lưu thông và không có chỗ để xe quay đầu. Cũng theo người dân, khoảng hơn 20 hộ sinh sống ở tổ 3, tổ 4 và một số khu vực lân cận thường xuyên lưu thông trên con đường này. Trong địa bàn tổ có nhiều gia đình có xe ô tô và xe chở hàng. Vì vậy, mặt đường quá nhỏ khiến việc lưu thông của người dân vô cùng khó khăn, thậm chí là nguy hiểm. Cái đường này là thì dân bà con ở đây là đều là hưởng ứng của chương trình mà nông thôn mới của tỉnh á, thì đều mong muốn là cái con đường này 3,5 m so với là tổ với ấp đã hứa, thì mọi người đều cùng nhau là hiến đất rồi tự mở động mở rào và đập phá rào làm lại, tất cả cái kinh phí đó là người dân tự chịu hết. Thì có sẵn đường cho xe để đi, chỉ có đi san lấp với đổ đường thôi. Thì cuối cùng tới cái ngày đổ đường thì bà con nhận lại là cái con đường chỉ có 2 mét thôi. Thì đi trượt lên trượt xuống, có nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trong vòng cách đây đường hoàn thành mới có 2 tuần thôi mà đã có 2-3 vụ té ở đây rồi. Tôi có cái bức xúc như thế này nè, tức là đúng ra là phải cán hết cái mặt đường cho dân, tại vì đã đi xin đất dân hiến rồi, mà trong đó tôi cũng có hiến. Đó. Nhưng mà khi thực tế làm thì có 2 mét là hiện tại rất trở ngại cho việc giao thông nông thôn. À, còn riêng á, bên ban ấp thì có nói là đường thủy lợi. Mà riêng cái này thì tôi bức xúc rồi, vì tôi đóng thế nhà đất là đường giao thông nông thôn trong cái khoảng là 4m 6m, muốn địa phương là nghiên cứu làm đường này nó rộng ra với cái mặt đường là bằng với cái mặt đường mà đã xin của dân hiến, chứ không nên để vậy là rất trở ngại cho bà con. Ông Nguyễn Hữu Quyên, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Tân cho biết, tuyến đường người dân phản ánh thuộc công trình giao thông nông thôn cấp 4 được Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc phê duyệt gồm 11 tuyến với tổng chiều dài hơn 2 km, tổng mức đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng từ ngân sách huyện và do Ủy ban nhân dân xã Phước Tân làm chủ đầu tư. Trong số 11 tuyến thì tuyến số 4, số 9 có đi qua tổ 3, tổ 4 có bề rộng nền đường nhỏ nhất là 2 m, còn các tuyến còn lại là từ 2,5 đến 3,5 m. Lý giải nguyên nhân vì sao tuyến đi qua tổ 3, tổ 4 chỉ rộng có 2 mét, ông Quyên cho biết phải thực hiện thi công theo đúng quyết định đã được Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc phê duyệt. Ông Quyên cũng cho rằng những phản ánh kiến nghị của người dân là hợp lý, vì thực tế chính quyền xã đã đi kiểm tra ghi nhận. Sau khi có cái ý kiến của người dân, thì chúng tôi cũng trao đổi với là người dân, thì người dân nguyện vọng của người dân là muốn mở rộng tuyến đường này. Thì là chúng tôi cũng đã tức là tiếp thu ghi nhận cái ý kiến của người dân, và vừa rồi thì là phòng kinh tế về làm việc, thì chúng tôi cũng có là đề xuất với là bên chỗ trao đổi với phòng kinh tế là sẽ là đề xuất mở rộng cái tuyến này, đường này theo cái nguyện vọng của người dân, và chúng tôi thấy cái nguyện vọng đó là nó cũng phù hợp và hợp lý, thì là sắp tới thì chúng tôi sẽ đề xuất. Và để khắc phục cái lời cho người dân đi lại thì là tránh cái gờ, thì vừa qua thì chúng tôi cũng đã làm việc với đơn vị thi công là sẽ tức là đổ thêm một số đất để cho nó không tạo thành một cái gờ để cho bà con nhân dân là đi lại thuận lợi. Như vậy, theo ông Nguyễn Hữu Quyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc cho biết, chính quyền xã sẽ đề xuất để mở rộng thêm phần diện tích mặt đường đoạn qua tổ 3, tổ 4 của ấp Tân Trung, xã Phước Tân.
đồng thời làm việc với đơn vị thi công, đổ thêm đất để khắc phục gờ đường cao giúp cho việc lưu thông dễ dàng hơn.